Đến chiều ngày 24 tháng 11 năm 2014, cháu Bùi Khắc Vinh, 7 tuổi, con trai ông Bùi Khắc Thế ở xóm 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, vẫn đang được các bác sĩ y tá khoa bỏng chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị chăm sóc tích cực. Trước đó khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 11, cháu Vinh lấy của bà nội một gói mì tôm. Bực tức vì biết con lấy mì tôm của bà, ông Thế dùng rơm trong nhà chất dưới chân cháu Vinh rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bén làm bỏng cả hai chân của cháu Vinh. Phát hiện sự việc, bà con hàng xóm nhanh chóng dập lửa, đưa cháu Vinh đi trạm y tế xã Linh Sơn sơ cứu. Do vết thương nặng, cháu Vinh được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn điều trị. Sau 3 ngày điều trị không có chuyển biến, cháu Vinh được gia đình chuyển xuống bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục chữa trị. Nghe tin con trai bị bỏng, chị Nguyễn Thị Xuân, 38 tuổi, mẹ cháu Vinh đang đi hái cà phê thuê ở tỉnh Đắk Nông, xin chủ nghỉ hái cà phê, tức tốc bắt xe khách về nhà để chăm sóc con. Các bác sĩ khoa bỏng chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhi Vinh bị bỏng lửa ở hai đùi, hai cẳng chân và vùng sinh dục. Diện tích bỏng sâu từ 20 tới 30%, mất tổ chức dưới da, bỏng độ 3, độ 4. Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo và đang được chữa trị vùng bỏng. Được biết năm 2012, ông Thế bị tai nạn giao thông nên thường xuyên không kiểm soát được hành vi của mình. Mọi gánh vác gia đình và nuôi 5 miệng ăn đều dồn lên vai chị Xuân. Sau khi xảy ra sự việc, công an xã Lĩnh Sơn và công an huyện Anh Sơn đã triệu tập ông Bùi Khắc Thế lên lấy lời khai ban đầu và đang cho tại ngoại tại gia đình, giao cho địa phương quản lý để mở rộng điều tra.